sáng lên trong đời. Chuyên mái tranh tiên gian mà đầm tình nước lã cung khoai, đến nay đã qua lâu rồi thời hảo quyền mới xa xôi. Ơi người xin đừng quên thời con gái, dẫu cho cuộc đời ngày nay có đổi thay, chứ quên rối mai năm nào người mẹ hiền giữ cho đời con. Áo xưa dẫu nay phai màu còn đậm màu, chỉ kim tình mỗi lần ngoài luồng kim xỏ chị mẹ hớn hở ngồi bên đi tập mai giá thiêu thua. Hơn nửa thế kỷ qua đời chút quê mùa, khi ánh đèn mù soi tóc đuôi gà bên tóc bạc, ngoại giao cho ông mẹ tập giá hoàng cho vén khéo qua tay. Khi chọn bến nước trong mẹ cứ bước theo chồng, mẹ biết làm vợ hiền đảm đang bề kim chỉ. Đã được hát ru trong lời ca nhân nghĩa, hao gia kéo dùng đường mai, hãy xem mũi chỉ trên tay mẹ hiền. Lời ngoài ru như gió mà tôi qua thêm, nên dốc nên dai nhờ dòng sữa ngọt, nguyện mũi chỉ đường kim nhờ kéo léo qua tay. Ngoài mai áo kêu giặc hò, mẹ mai áo cũng giặc hò một bên. Ngoài giềng mẹ cũng tập giềng, ngoài đốn khuy núc mẹ liền tập đốn khuy. Chẳng đủ nuôi thân
tiền mua hiệu chỉ cây dù chìa khóa. Móc từng bè khóm non ngoại cạo ra từng sợi chỉ thô để da áo cho chồng. Trong làng thúc thuê tân làm cho ngoại đảo nhói trong lòng. Dước chỉ khóm ngoại vội vàng giáo mặc dội cho chồng chạy trung thuê thân. Sợi chỉ thô đường kim dán khéo áo da lành vẫn đẹp nét phong sương. Chỉ kim thiếu giờ tình thương chồng thương giáo càng thương vợ hiền. Đỡ đầu ngón tay con ơi đừng ham the gấm mà vội quên manh áo quê nghèo. Qua đồng nội vẫn giữ thơm trong cành bỏ bèo, gái phấn son xăm soi tụ phân, gái đảm đang ngăn nắp như rổ hoa. Chỉ kim giữ mối duyên hạnh phúc bền lâu như nước sông đầy. Vẽ rách đỡ đầu ngón tay thời nào cũng trồng dáng mai theo thùa. Dịp đời đổi thay trong từng thế hệ, chỉ còn nổi ngoại nhà quê còn giữ chiếc rổ may. Phụ nữ ngày nay dù là hoa khôi hay mệnh phù, đẹp nhan sắc thêm mỹ miều cả ai, cao chức quyền thêm kẻ trọng người thương. Dù che đường mai không nhuyễn sợi chỉ khóm thô sơ, nếu biết trao dồi tanh đất chỉ kim, biết nói gương kim chỉ của người mẹ quê nhà. Kia người giữ rổ mai nâng điêu kim chỉ trên tay mẹ hiền. Rổ mai dù đã hung hiền, giữ chồng quay giữ mối duyên chỉ kim. Đùa
bắn xăng giờ lạc đường, ta đến đây là nơi nào? Mưa lặng êm nắng bừng hồng, lòng rạc rào như thấy cô vang. Ý kìa, xa nhìn vườn dâu phất thơm nồng, lòng mơ lạc đến cùng trời. Dâu tươi tôi dung trồng, ai ăn xin nghe rằng đừng quên công khó người chăm sóc dừa. Ta ngôi vua tề công ai dung trồng, vàng đây ta trả và mua luôn người về nơi. Dạ, thiếp thần họ Chung, tên Vô Diệm, xin đi đầu ra mắt thánh huân. Ôi giọng nói thanh tao và người tuyệt mỹ, hãy ngước lên cho ta chiêm ngưỡng dung nhan. Trời, má quỷ hiện hình, tìm ngân người rung xem lại ma biến thành giai nhân. Chơi với hồn kinh chắc về cõi âm trung. Tôi nào đâu lo yêu tinh, tôi là người trong kiếp sống. Xin chớ nói yêu tinh tôi cho phần mình. Tuấn mã, mau tìm nẻo bốn đầu. Chạy đi đâu cho khỏi. Hãy hứa một lời, nếu muốn rời khỏi nơi đây. Được, ta hứa, ngày 13 tháng 5 tới đây ta sẽ đến rước nàng. Đã hứa nhớ đừng bôi dòng, mang danh thiên tướng không nói hai lời, tiếp trở về chờ đợi hồng an. Ngày ngày tiếp ngóng mà trông. Dạ, chúng thần xin dập đầu nghinh thánh giá. Cầu thiên nhan thọ tỷ nam sang. Cái gì vậy? Cái gì kỳ cục vậy? Mấy người này thiệt là lãng nhách. Chúng ta là một bọn khách thương. Chớ phải đâu là lệnh thánh hoàng mà đặt hương an cúc cung quỳ lại. Ô xẹt lãng xẹt, thiệt hãnh diện và vui làm sao. Ngày 13 tháng 5 tới đây là chúng gia mừng thanh chúa. Nay tin việc nghinh hôn nên đi toàn gia giữa lộ cúc cung minh đón người lễ cung thần. Yeah.
đâu rồi? Xin cúi đầu ra mắt bà hoàng hậu hụt à. Xí! Mặt mày như quỷ sứ mà ham lắm. Dẫn bây tề vương đem giả bạc đen, đã ước hẹn sao lại còn lối hẹn. Mẹ ơi, cha anh đã chẳng thương, lại tôn đoạn tình khúc nhục. Hai chị dâu lại cũng hết lời, miệt thị rẻ khinh. Xin từ giả từ thân, con nhất quyết lai kinh. Tìm gặp mặt tề vương cho hãng tường cớ sự. Mẹ ơi, phận gái 12 đã trót một lần chọn bên. Một mình quay gánh lên vai, tuổi nhục vũ quy trên ngàn dặm đường xa, thui thui âm thầm. Tuyên dương ơi, lòng dẫu không thương, sao lại nó tàn nhẫn vô tình. Chuyện giống ước đau ngàn rối giọt, giang xuống đỏ đài thân phận nữ nhi. Dần cầm gan ta muốn pha nát lâm ti, cũng không vừa với bấy nhiêu niềm sĩ hồ. Đường muôn trùng thân gái bơ vơ, người ở bạc sao mình cứ trọn lòng thương nhớ. Cha, nhan sắc này mới lâm ti á, là tề vương sẽ hết lòng nhắm mắt yêu thương à. Và cũng cắn răng phong chức diêu vương, lắc đầu run rẩy hết hồn mê chung sủ hậu. Xếp! Hai chị ơi, sao chẳng thương kẻ chung thuyền chung hồi. Đời bạc phước vô duyên, trong một chuyến lại. Mẹ, xin tha cho con tội bất hiếu. Rồi từ ngày xuất giá theo chồng, thương chung lương nàng sống trong cung vàng một bóng mà thôi. Mùa đông sang bao tuyết già, không bao giờ đến. Xuân qua bao mùa, nắng lên đi rồi mà thấy lạnh lòng. Một đời hồng nhan chẳng gối đơn chiếc, luôn tiếc thương cho đời qua, luôn tiếc thương cho đời qua. Muôn tâu chẳng biết thiết thần có làm điều chi Phật ý mà long nhan ra vẻ kém tươi. Không không, Đông Phi ơi, xuân tiêu một khắc ngàn vàng, sao không tận hưởng mà nét qua lại ua sầu phai thâm. Bệ hạ, bệ hạ ơi, tháng năm lẻ loi cùng lạnh, tiêu phong lạnh leo gối chân, như ai dốc ngọc ao mòn. Mà sao bóng quân dương còn vui thú nơi đâu. Đừng hờn dân khanh
ơi, trăng đêm tâm sự ta kề bên canh, cùng vào bước dưới trần. Xin đừng lưu luyến nữa chi, chân cung hay đặng chất thiếp thần mang dung. Xa chi chung số phụ à, mà làm em vui. Thôi bệ hạ ơi, thiếp thần sợ lắm. Sợ gì? Cao phi Triệu phi vì được quân vương sủng ái mà thác bởi tay chánh hậu. Dù thần thiếp một lòng một dạ yêu kính quân vương, nhưng không có mong gì được sớm hôm hầu hạ mình rồng đâu. Bệ hạ về đi, thiếp thần sợ lắm. À, tức tôi thay cho chung sổ phụ. Sao không biết phận mình sâu xa kinh khiếp. Còn đèo bồng muốn được nịch ái yêu à, thương à. Ta sẽ cho võ quan đem chung số phụ ra pháp mà trường à. Trảm quyết cho ranh à. Bệ hạ ơi, ơi, bệ hạ giết chính hậu sao cho khỏi miệng đời dèm pha dị nghị. Chứ làm sao bây giờ? Bệ hạ à, à, bệ hạ ơi, chỉ khi nào chính hậu bị tai nạn, ví dụ như sao? Như lửa cháy lãnh cung mà chết à, thiếp thần mới khỏi sợ khi được quân vương nịch ái. À à à à, ta hiểu ý Ai Khanh rồi. Hiểu chưa? Dư hiểu. Ai Khanh ơi, hãy cùng đi với ta. Thương nhau thì
biết để đâu chơi cho vừa. Hò trăng đợi đêm rằm trăng nằm ngón liễu, qua đợi nắng xuân qua nở mừng xuân, biết nhau giữa độ trăng tròn, nhớ nhau dưới biển hò, nhớ nhau dưới biển trên non ta vẫn tìm. Thương nhau mâm bánh buồn cao cùng nên duyên nghi vợ chồng, mấy khi rồng gặp mây đây để rồng than vãn với mây đôi lời, nửa mai rồng ngược mây xuôi biết bao giờ lại nói lời rồng mây. Duyên nào hơn duyên đó với đây, tình nào đẹp bằng tình thank you.
cùng. Khế dây sung, khế chua sung chát, mật giới gần mật ngọt gần cay. Đây với đây chẳng duyên thì nợ, đây với đây chẳng vợ thì chồng. Tình biệt ly
chua xót nào nề. Ai là người đồng dương tái tê, xin đến đây chúng ta làm quen. Mong huynh đài thứ tha nhất phen, bởi vô ý nên lặng nghe niềm riêng. Huynh đài buồn việc chi mà thơ thẩn non hoàng hôn? Còn huynh đài, tôi bới đất vàng chôn chuyện tình ngày cũ. Chuyện ngày cũ thu hình trong cánh diều bị xé, có thể nào ân nhân cho tôi mượn cánh diều kia xem thử? Không có chi trở ngại. Những dần thơ trên tay tôi biên, nét gai tranh chạy trên xó lá cây, vệt màu khô hiện rõ dấu ngón tay. Vì dối giả để gai cào da thịt, huynh đài làm sao huynh đài có cánh diều này? Có người nhờ tôi chôn cất, cũng như nhờ tôi xả thân bảo vệ huynh đài. Ai? Ai đã nhờ ân nhân cứu tôi? Tuệ Khương. Tuệ Khương? Phải, có lẽ Tuệ Khương vẫn yêu huynh đài tha thiết như ngày xưa. Thả trù đùa giỡn cùng chạy tung tăng qua suối qua thần tiên tương lai địa ngục. Phải mà, tôi bỏ lại sau lưng một dòng suối nhỏ, một cánh đồng xanh tiếp giáp đồi thông rừng hành, có bầy trâu sữa gặm, có xóm nhiều đợi tiếng tù và báo hiệu về chuồng. Khi trăng đông phương cài lên mây trắng, dần kim mô lặn xuống nghi phương đoài, hình ảnh đó tôi cho là quê mùa trần tục. Mong tìm hào quang trong cuộc sống đi rong, nhưng ngày lại qua ngày tôi mất thầy mất bạn và mất cả tình nhân. Hôm nay huynh đài muốn lui về những ngày xưa thân ai? Sự lui về của tài hạ làm cho cánh diều sống lại. Trên thế gian thiêu chi kẻ chết đi sống lại. Ân nhân không được chôn cánh diều này, trả nó lại cho tôi. Tuệ Khương, ta phải tìm nàng. Tuệ Khương! Hà Đô! Hà Đô! Hà huynh, muội chết mất. Trời! Tỉnh lại Tuệ Khương hiền muội. Tình lại để ghét Hà Đô tội lỗi, để dẫn Hà Đô vong tình, để thấy để nghe kẻ tà gian sáng lối lối đầm, chờ mong xâm hiệp duyên nợ thơ mộng đã trễ rồi. Dòng suối cũ thì ta còn ngủ dưới ánh trăng khuya ru lại mây phiên tình. Cuối mặt già
mình. Nghe tình ai chưa lành thương tích, má lại ửng hồng ngày môi đó màu son. Rừng còn lá để cho anh hai làm lại cánh diều với những dần thơ. Mình còn tóc để nối sợi dây, thả diều lơ lửng ngàn mây như hồn hai đứa mình bay lên trời. Thôi là hết, thế là đành, dở dang tất cả chuyện mình với tôi. Vừa yêu là vừa lẻ loi, vừa trùng lành cho huynh. Nếu có mưa huynh trùm thân mũi bằng nhiệt thành của tuổi đang xuân, bằng tối tân hôn mới học duyên tình. Yeah!
có gọi ai đâu. Lạ chưa, từ xa đến em nghe đại ca gọi Quế Minh. Đại ca, không, đại ca đâu có gọi em, mà đại ca chỉ nhắc tên em với ông bạn đấy thôi. Phải, ông ấy nói là ông ấy sẽ cưới gái Trung Nguyên, chứ gái Mông Cổ dữ dằn hung tợn lắm. Nào là trời ơi, tôi có đại ca, đại ca chê gái Mông Cổ. Tôi phải rồi, khi len lỏi vào Trung Nguyên, chắc đại ca đã phải lòng cô gái Tống nào đó chứ gì. Cô nương đoán không sai. Trời ơi, cái ông này sao ông biết? Tại sao ông lại đặt mà ông lại hả? Ủa, đại ca vừa mới bảo người này là bạn của đại ca. Thì bạn chứ sao. Nhưng mà thằng chả kỳ quá. Thiệt kỳ lạ quá mà. Sao hai người làm gì tôi không hiểu gì hết trơn. Không hiểu sao thì hiểu. Nhà ngươi là người Tống. Đúng. Và lúc nãy mi bảo đại ca ta có yêu một cô gái Tống. Đúng. Có thật vậy không đại ca? Sao đại ca yên lặng? Thì có. Nhưng mà đại ca, tôi hết rồi. Quế Minh, thôi kể từ giây phút này đại ca đừng nhớ tới Quế Minh làm chi nữa. Hãy ở lại Trung Nguyên tìm người con gái đó, nối lại tình xưa cho đẹp mộng tương phùng. Để một mình em ôm kỷ niệm đau buồn, để một mình em trở về Mông Cổ với sa mạc cát vàng yêu quạnh mênh mông. Rồi mỗi bình minh máu trời nhuộm đỏ phương đông, em sẽ phi ngựa đuổi bắt dần dương đã mất, cho đến khi sức cùng lực kiệt mới hay là mình đã chạy theo một ảo ảnh xa vời. Quê Minh, đại ca sẽ cùng em trở về Mông Cổ. Từ giây phút này ta vĩnh biệt đất Trung Nguyên. Quê Minh, em hãy thăng yên cương cho Tuấn Mã. Thăng yên cương cho Tuấn Mã để đưa thân xác đại ca trở lại quê hương, còn linh hồn đại ca vẫn ở lại Trung Nguyên cùng người con gái Tông. Để rồi bên cạnh Quê Minh đại ca sẽ âm thầm như chiếc bóng, sẽ khóc nhiều chuyện gian dở một lần yêu mà không nhớ đến em đứa em gái nhỏ dài cờ. Đứa em nhỏ đã sống với đại ca trọn thời thơ ấu, đã theo gót đại ca xuôi ngược nẻo trường chinh, mà nay bên đoạn đường tình mỗi người một ngã riêng mình xót đau. Hội chiến chuẩn bị bắt đầu. Trời, Mộ Dung đại ca, tại sao đại ca không buông tên, trong khi đại ca là tay cung giỏi nhất của đoàn quân Mông Cổ? Quê Minh, thái độ lặng yên anh đã chọn lâu rồi, thế nên ban nãy anh đã nói với em những lời chính biệt. Mộ Dung Thạch, trận đời lẫn trận tình anh là người chiến thắng, tôi phải làm gì trước hạnh phúc của anh ban? Hãy thương yêu và chăm sóc Ly Thiên Kim. Ly Thiên Kim, nàng hãy theo chồng trở lại Trung Nguyên, chờ ngày vũ quy xuất gia. Xin chia cùng tôi nỗi mừng vui đã vẹn trả nợ ân tình. Dù chết đi tôi cũng được yên lòng, vậy thì thôi trong phút giây này xin ta thương tội cho nhau. Trời ơi, sao nợ cách chia cho kẻ ở khóc người đi. Quê Minh, nếu anh chết đi rồi đưa anh về lại quê hương. Vâng, nếu đại ca chết đi thì em sẽ mang đại ca về với quê hương bụi mù cát trắng. Ở nơi đó em sẽ được
gần đại ca mãi mãi, dù chỉ còn lại bên em một thể xác không. Chứ còn ở nơi đây người ta chiếm đoạt tranh giành, em chỉ là cô gái miền xa mà làm sao có thể sánh bằng được với người ta. Như vậy là suốt cuộc đời em chịu khổ, nhìn cuộc tình bằng đôi mắt hờn đau. Đến giờ này đại ca mới nghĩ về em, thì cũng là lúc đại ca không còn sống nữa. Quê Minh, đại ca làm khổ em nhiều, có hờn trách gì em? Hãy nói đi, nói hết cho anh nghe một lần. Sao cuối mộ đúng thật, chàng đã rửa sạch những thành kiến sâu xa vì người Mông Cổ trong lòng người Trung Nguyên. Cuộc đời này không có gì khó, tất cả chỉ do thói quen của con người. Không có anh rồi mặt trời vẫn mọc, không có anh rồi hoa lá vẫn còn xanh. Tự mình đã làm khổ cho mình, chứ cuộc đời này vốn không có gì là quan trọng. Thì tự biệt hai sanh ly lại những biên cổ qua thông thường. Hoàng Tổng Linh, Lý Thiên Kim, lời chúc cuối cùng của tôi là hai người được muôn năm hạnh phúc. Bấy nhiêu đó thôi tôi cũng đủ nghe lòng mình mãn nguyện, và sẽ ngắm cười bên thế giới ngàn năm. Vĩnh biệt tất cả, quê mình nhớ mang xác anh về miền sa mạc mến yêu. Mộ Dung đại ca, Mộ Dung chàng. Mộ Dung đại ca, đại ca ơi, em sẽ đưa đại ca về Mông Cổ, về quê hương cát trắng bụi mù. Nơi đó đại ca sẽ ở mãi bên em, sẽ không ai tranh giành đại ca. Tiếng cười ngơ ngây, mẹ
lót qua giọt ba. Trời ơi, mày không biết hả? Cô Thúy cháu của ông cả Yểm đó. À, phải rồi. Gì phải rồi? Phải rồi làm sao? Cô anh có quen với cổ hả? Quen sẽ được, quen. Chẳng vậy nè, mấy bữa trước á, tôi gặp cổ dưới bến đò á. Nghe bà con họ nói cổ là cô Thúy ở Sài Gòn xuống thăm bác. Trời ơi, tôi vậy quen với con chủ điền còn lâu á. Ừ, còn lâu, không lâu đâu. Thôi mày Nhân ơi, lo cấy lo hái đi. Tao coi bộ hai đứa bay nói qua nói lại một hồi chắc có chuyện quá. Gần ngày đám cưới rồi để cho tao ăn đầu heo ấy chứ. Không phải đâu bác ba ơi, tánh Nhân kỳ lắm. Tôi sao kỳ? Có em kỳ á. Tôi sao kỳ? Còn phải hỏi nữa. Vậy chứ cô Thúy nào ở tận Sài Gòn cổ mới xuống đây. Làm sao tôi biết tôi quen mà cô gây sự. Nhưng mà tôi không chịu. Anh đừng có nhắc đến tên này. Nhất là quen với mấy cô son phấn tùm lum tôi không có ưa. Nhân ơi thật là tao chán cho hai đứa mày. Vài bữa tới ngày nhà đám nói. Giờ này còn đứng ở đâu co. Nãy giờ có chân bác ba. Bác thấy khi không cô tâm kiếm chuyện chọc khùng với tôi. Làm cho cả ba hết vui. Tại ai? Tại ai đâu phải tại tôi. Như cô gái đẹp mắt nhìn lom lom. Rồi bây giờ anh gây với tôi nữa phải không? Trời ơi là trời. Gì mà kêu trời, ức lắm hả? Anh ơi. Trời ơi, gì mà cô kêu la điếng hồn lên vậy cả. Lát nữa giùm tôi mau đi. Để tôi chạy thẳng coi chuyện gì vậy. Đừng đi anh Nhân. Trời ơi, chết tôi rồi bắt Nhân. Trời. Gì đó, bắt cái giống gì, ở đâu? Còn hỏi nữa, chỗ này nè. Đâu, chỗ nào ở đâu? Trời ơi, chỗ luôn. Đâu? Trời ơi, chỗ bắp chuối nè, mau đi. Trời đất ơi, rắc rối nữa rồi. Trời đất ơi. À, đâu nè. Trời ơi. Thấy rồi. Cô đứng yên đi, đứng yên nha. Trời ơi, tôi sợ quá à. Cô rung mà trời đất ơi. Nè. Trời ơi, thôi được đâu. Nè, bây giờ tôi nhờ anh làm ơn. Lấy chiếc xuồng ba la. Gì vậy? Đưa tôi về nhà lập tức. Trời đất ơi, chắc nó thấy khách Sài Gòn mới xuống nhà quê nên đĩa nó đeo làm quen chớ gì. Nè, tiện đây xin phép được hỏi cô về với này chừng bao lâu hả? Tôi xuống đây thăm người bác cũng đổ hai ba tuần tôi sẽ trở lên. Tôi nhớ hôm kia gặp anh ở bến đò, anh mỉm cười với tôi. Dạ tôi có cái thói quen là gặp con gái hay đàn bà tôi hay mỉm cười để xả giao. Còn cô ấy thì nhà cô. Sao mỗi lần gặp tôi cô có vẻ buồn. Cô làm như cô giận tôi. Có đâu, nhà cô đó cô có cái tánh là hơi khùng khùng. Nếu có gì xin cô bỏ qua. Trời đất, anh nói làm sao? Mặt mày cũng sáng láng như vậy mà khùng sao? Dạ khùng thì không phải khùng mà như cô có cơn á. Trời ơi, tội nghiệp dữ không á. Dạ. Anh Nhân à? Dạ. Tối nay anh có rảnh không? Dạ chi cô? Tôi muốn nhờ anh chút việc. Dạ thưa cô, việc chi à? Nếu anh rảnh, tôi nhờ anh chèo ghe đưa tôi xuống Dàm Láng thăm dì Sáu tôi. Nhân tiện mình đi dạo mát luôn thể. Dạ thưa cô, kể ra thì đời sống nông dân đâu có mấy khi rảnh rồi. Sáng thì đi cấy, đi cày, chiều tưới cày, tưới rau. Tôi còn lo dân câu soi cá. Nhiều lúc nửa đêm dưới vầng trăng tỏ. Còn lo trẻ tre bệnh gió đương xa. Một kiếp tầng lao biết mấy nhọc nhằn.
quanh năm chỉ thấy bùng lầy nước đồng quen, đói nghèo già chịu đừng cánh lầm than. Vui khi nhìn đồng lúa đậm bông, mừng khi thấy vườn cây sai cây. Đôi cánh tay tạo nên bó rào thước dài và giọt mồ hôi đổi lấy bát cơm lành. Nắng hà chang chang đông giá buốt, thương người lao lực giữa đồng xanh. Dạ thưa cô, bởi cô chưa từng quen cảnh đắp bờ với cơn nắng cháy, và chắc không chịu nổi cảnh chở mã với trời đông cắt ruột. Cho người dân quê như tôi thì chỉ lấy ruộng nương làm lẽ sống, mến yêu từng bụi lúa bờ tre. Tối thì dùng cơm gạo bắp khoai, hát thì uống nước sông nước giếng. Gai với tay cùng vui cảnh chân bùng tài lắm, và mến thương nhau qua tiếng câu hò. Cô về đây thăm viếng làng quê, chắc cũng thấy tâm hồn thơ thơi. Vài bữa nữa mời cô qua ăn cơm gạo mới tôi đãi khách Sài Gòn bằng cơm gạo nàng hương. Cảm ơn anh, để vài hôm nữa tôi sẽ qua ăn cơm gạo mới với anh. Nè, nhớ chiều nay chèo ghe qua rước tôi nha. Tôi về à. Đó, thấy chưa? Kìa, em Tâm, em đứng sau lưng anh hồi nào vậy hả? Vậy đó cho nó chối. Gì mà chối hả? Chối lãng hồ. Lãng hồ. Bây giờ nọ anh cấy mình đi. Em đi đâu? Tôi về. Cấy chưa rồi mà về? Chờ ở đây đặng nghe nói người ta tôi khùng à? Thôi mà, kỳ quá à. Mà em về chi sớm vậy chứ? Tôi về để hỏi lại lòng mình coi có nên yêu người ta nữa không, hay là đường ai nấy bước. Trời ơi, tôi biết trước thì tôi đâu có hoài công chờ đợi mấy năm trường. Em thiệt là tầm thường ghê à. Hồi anh mới yêu anh đâu có gọi tầm thương. Anh xem tôi là vàng là ngọc, anh gọi tôi là người bán tình chung. Bây giờ tâm tánh anh đã có sự đổi thay, lòng dạ anh đã bắt đi đầu trao trở. Tôi nói thẳng một câu là không yêu anh nữa, và xem anh như khách lạ bên đường. Em thiệt là hết nói á. Mai chưa là thành vợ thành chồng mà còn vậy đó. Trời đất ơi, chừng sáp rồi rồi, ai chịu đòi cho nổi. Hồi anh mới tỏ tình lần thứ nhất với tôi cự tuyệt thì anh đòi tự vẫn. Tôi tội nghiệp nên bằng lòng chấp nhận, yêu vội vàng không tính thiệt son. Vậy rồi anh chạy khoe cùng với cô bác bà con rằng cuối tháng 8 này tôi sẽ cưới cô Tâm làm vợ. Đến hôm nay thì đâu còn chi nữa, tôi với anh đã hết nợ duyên rồi. Tôi về sống một mình tôi, anh có nơi rồi tôi phải lánh xa. Anh đi sống với người ta, tôi về âm phủ làm má không chồng. Thôi tôi đi về nè. Trời đất ơi, nói gì một hơi lãng ồ rồi bỏ đi té té một nước kìa. Em Tâm à, em Tâm. Cô Thúy ơi, mình về được chưa cô? Còn sớm mà anh, chờ nước lớn cho ghe thả trôi về mới thú vị chứ. Anh Nhân à. Dạ.
đêm nay trăng sáng quá. Dạ sáng lắm. Nhìn trăng, anh thấy tâm hồn mình thế nào? Dạ tôi thì không thấy gì hết trơn trời á. Mà trăng mà có quần lớn 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 vậy nha, chắc là ngày mai có mưa. Còn anh thấy lá vàng rụng tơi tả đầy khoang thuyền thế kia, anh có thấy lòng mình xao xuyến hay không? Dạ có chứ. À, vậy thì anh cũng có tâm hồn thi sĩ đây. Bữa nào mà thiếu củi á nha, mình hốt lá khô mũi nó đỡ lắm à nha. Anh tầm thường quá. Tôi còn tầm thường. Tầm thường là sao cô? Anh không hiểu đâu, nhưng riêng tôi lại mến cái tính thật thà chất phác của anh. Tôi yêu những tâm hồn mộc mạc quê mùa trống trắng. Cho đến đổi nhìn lá rơi anh không thấy lòng xao xuyến. Nhìn ánh trăng trái vàng trên lưỡng sóng mà anh vẫn không mãi mãi rung động tâm. Sông lao sao vỗ nhẹ dưới khoang thuyền, trăng nước miền quê êm đềm thơ mộng, và lòng người cũng bình dị trắng trong. Tôi mến anh trai làng dưới chiếc áo bà ba, màu vải đã bạc phai cùng mưa nắng. Kìa, tại sao anh nhìn rồi cúi đầu lẳng lặng, trong khi tôi mới nói chuyện tâm tình. Dạ cô nói chuyện hay quá, cứ nghe hoài mà không biết chán đó. Ở dưới này hồi nào giờ đâu mà có ai nói chuyện hay như cô vậy. Trời ơi nó hay quá trời của đất đi. Trời. Trời xanh thẳm nghe trời đêm lạnh lạnh dưới sương mờ, lờ lững sông khuya xuôi ngược mấy con đò. Tôi bỗng thấy mình như khác lạ, có lẽ mến yêu rồi phong vị đồng quê. Nhìn chàng trai nắng sáng màu da, ngồi sau lái chèo thuyền trên sông vắng. Tôi tưởng như đó là chàng Lưu Nguyễn đưa nàng tiên về chốn hồng đào. Anh Nhân à, anh có hiểu tôi muốn nói gì không anh Nhân? Dạ không. Ủa hiểu chứ. Dạ hiểu. Tôi được quen biết với cô đây thì tôi thấy lòng rộn niềm vui như giọt mưa tưới mát những ngày nắng hạ. Con bướm lạc vào thôn già mang theo nhiều hương sắc thần tiên. Nhưng thôi, tôi với cô hãy trở lại xóm thôn thuyền quay mùi trôi theo con nước lớn. Tôi không sợ trời đêm giá lạnh, chỉ sợ một người đang mong ngóng tôi về. Dạ thưa cô, đến nơi rồi, xin phép được chào cô. Cô lên bến, tôi trở về cuối xóm. Đêm nay trăng sáng trong trời, chắc có một người đang thao thức chờ tôi. Dạ chào cô, mời cô vào nhà uống nước à. Cảm ơn cô. Chà, ở đây gần sông gió mát quá. À, anh Nhân có nhà không cô Tâm? Dạ anh Nhân tôi vừa lên trên xóm à. Xin lỗi, cô đây là bà con sao với anh Nhân? Dạ tôi với ảnh là bà con chú bác à. Ủa sao bữa trước ảnh nói với tôi là bà con cô con cậu mà. Ý tôi quên. Phải rồi. Cô cậu. Thưa cô hỏi thăm có việc gì không à? Có chứ, tôi biết cô là chỗ bà con cực ruột với anh Nhân, nên tôi nhờ cô trao giùm anh ấy bức thư này, và nhờ cô nói lại với anh.
cho nên không thể chờ anh về nhà. Thì nay mai cô trao cho anh cũng được, có việc chi mà gấp vậy. Nhưng cô là em của anh Nhân thì đối với tôi cũng như chị em một nhà. Cô à, có những chuyện lòng mình muốn gặp ai để nói, nhưng giáp mặt rồi thì bỗng ra bối rối quá à. À thôi được rồi, để anh Nhân về đây đó, tôi sẽ trao thơ này lại cho ảnh nha. À cảm ơn cô nhé. Dạ tôi xin phép chào cô à. Dạ tôi chúc cô về đêm nay được ngủ ngon. Rồi về rồi. Trời đất ơi, nhà mình mà đưa thơ chứ. Thơ gì đây không biết à. Lén nó xé ra coi thử à. Ý trời ơi. Anh Nhân đã được người ta để ý và gửi cho nhau bằng những lời lẽ mến thương. Vì là phần tôi giờ đây đã bị gạt bỏ ngoài lệ tình cảm yêu đương, mang thân phận một loài chim lẻ băng. Anh Nhân ơi, tôi biết giờ đây anh đã chê tôi là gái nhà quê chân bùn tay lắm, nên anh đi kiếm mấy cô gái dân mình mà phần mùi hồng. Thôi thì tôi với anh không còn chi tình nghĩa vợ chồng. Mười bữa nữa đến ngày đám đoi, chắc anh không còn thấy mặt tôi đâu. Tôi không thèm những lễ trầu cao, tôi gửi trả lại cho anh những lời thương tiếng nhớ. Anh tìm người khác làm chồng làm vợ, còn tôi với anh kể như đã lỡ duyên rồi. Bác ba ơi, cháu viết thơ này để lại cho bác ba. Cháu đi tìm cái chết chưa thành thơi thể xác. Từ ngày cha mẹ cháu mất đi, cháu về đây nương náu với bác. Sống bằng nghề gặt mướn cây thuê, bác chỉ cho cháu biết từng lẽ thiết điều hơn. Bác dạy cho cháu hiểu tam tùng tứ đức, nhưng nghĩ lại đời mình vô phước, cháu đành gửi thân theo dòng nước vô tình. Cháu nhớ lại hồi bác làm mãi cháu với anh Nhân, bác nói ảnh thiệt thà chất phác, nhưng theo cháu thấy thì nợ duyên trời đã định phận. Tôi tệ tôi giận không chung sống được đâu. Bác ba, trời đó, cái thằng làm tao hết hồn mày. Mày đâu mới về mày? Trời ơi vui lắm bác ơi. Cháu trèo ghe cháu đưa cô Thúy đi dạo mát. À dạo mát hả? À có nghĩa là mày đi du sơn du thủy đó. Vui lắm bác à, ơi. Vui quá ha. Rồi sao nữa? Bác ơi cô Thúy có nói chuyện. Ôi trời đất ơi hay lắm bác ơi. À cái miệng có duyên lắm ha. Rồi dạ. Sao nữa? Cô biết ca tân nhạc nữa bác. À cô hát hát Sài Gòn đẹp lắm. Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. À cái bản nó hay lắm ta biết ơi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi. Rồi sao nữa? Dạ hết rồi. Hết rồi không? Ý quên còn. Còn gì? Cô nói lát nữa nè. Cô qua đây cô nghe cháu đờn. À mà trời đất ơi không biết là ai nói cổ nói cháu biết đờn cò. À hay quá mà. Lát nữa có đờn đó. Mày làm ơn mày đi mượn cái trống tôm về đây đặng đờn đám ma luôn nghe mày. Ủa bác nói gì lạ vậy? Chứ mày chưa hay gì sao? Trời cháu hay biết gì đâu. Anh nó con tâm nó đi tự giận rồi. Trời đất ơi sao lại tự giận? Mày đi xuống Hà Bá Thủy Quan mà mày hỏi nó
Bởi vì vừa rồi cô Thúy qua đây kiếm mày mà không gặp, cổ lại nhẹ con Tâm mà nhờ nó trao một bức thơ. Tình trao thơ tình cho ai vậy bác ba? Bác ba thôi mày à, không lẽ nó lại trao cho lão già này? Trời ơi, mày nhà cháu của ông cả yện, gái thị thành mà mày đặt mày làm quen. Trời ơi, chết rồi mày ơi. Con Tâm nó coi thơ xong, nó liền đổ ghè tương, nó chạy tuốt ra sông cái, rồi nhảy đùng xuống dưới. Chắc giờ này nó đang lờ đờ lững đững và uống nước xong một bụng nó cầm. Trời đất ơi, vậy là cổ chết rồi. Bác ơi, bác với con mau mau đi ra mò vớt con lên đi bác. Đi bác. À, thì thủng thẳng chứ gì gấp dữ vậy mày. Trời ơi, nước chảy như cắt, tôi làm sao mà tìm thấy được xác của em Tâm. Tâm ơi là Tâm ơi. Trời ơi, thì dù sao mày cũng xuống đây mày mò phụ kiếm với tao chứ. Mày lo ngầu trên bờ khóc kể hoài sao nhơn. Bác ba ơi, bác hãy để cho tôi nhỏ giọt nước mắt tình chung hòa trên đường sống, để mượn dòng nước Trường Giang đắp xây năm mồ ân tình. Em Tâm ơi, em giận hờn chi rồi em tự quỷ mình. Giữa lúc tuổi em đang hồi xuân thắm, tương lai còn sáng đẹp tơ dân trăng. Trời ơi, có phải đây là bến nước Tương Giang mà người dương thế khóc người chinh suối? Con nhạn kêu sương mỏi mòn nơi cuối bãi, để con nghẹn bờ giờ khóc bản phương trời. Đó, đáng đời mày chưa hãy thấy con gái là tươm tướp rồi, rồi bây giờ ngầu đất khóc này sao? Bác nói với con tươm tướp gì đâu. Trời ơi, Tâm ơi là Tâm ơi. Trời ơi. Thôi hết rồi những kỷ niệm ngày xưa, mà năm tháng sẽ phai mờ hình bóng cũ. Nào những ngày xuân ra đồng cắt cỏ, nào những đêm hè sàn gạo dưới trăng. Những ngỡ duyên mình sẽ bền vững trăm năm, nào hai đầu câu phu phụ nửa đường gãy gánh. Hết nợ, hết duyên, hết quà, hết mộng, hết cùng nhau tiếng hẹn câu hò. Em Tâm ơi, giận hờn anh sao mà em chịu chết trên khô. Chết dưới nước thì làm sao anh xây mồ xây mà. Nghiến răng dặm cắn kêu trời, em thác đi rồi anh sống với ai đây? Nhân ơi, Nhân ơi, Nhân ơi, lẹ đi Nhân ơi. Gặp rồi. Hả? Tụi bác mò gặp rồi hả bác ba? Ừ. Đem lên lẹ đi, mau sốc nước, mau. Ta nói không được. Ủa sao vậy? Nó không chịu lên. Ủa? Nó ngồi trong ngóc trong bụi ô rô đây chứ chết chóc gì mà sốc nước. Trời đất ơi. Tao nói nó giận mày nên nó tính nó quỷ mình. Nhưng tao không về nó lội giỏi quá tay. Nó nhảy xuống nước hồi lâu cái rồi nó nổi phình. Bị gió lạnh nó rung như là phát rét. Vừa thấy mày nó chung tuốt vô bụi ô rô. Tao biểu nó lên nó không chịu lên. Mày có giỏi thì lội xuống đây điều đình. Được rồi, để cho xuống liền. Em Tâm. Trời, anh khóc à? Anh mà cũng biết khóc nữa sao? Em làm như một mình em biết khóc vậy. Thôi, nghe lời anh lội lên bờ rửa chân rửa cẳng cho sạch sẽ đi. Để người ta thấy người ta cười chết. Ai đâu thấy. Dạ, dạ tôi thấy. Nhưng mà tôi không dám cười anh chị đâu. Không cười, chứ cô đến đây làm chi vậy? Tôi đến đây để chúc cho anh chị được bền duyên tơ tóc và yêu nhau cho đến khi biển cạn non mòn.
sáng mai đây tôi sẽ trở lại Sài Gòn. Chị sẽ yên tâm được bảo toàn hạnh phúc, không sợ có người chiếm đoạt tình yêu. Một chuyến về quê kỷ niệm có bấy nhiêu, người yêu của chị vẫn còn là của chị. Tôi xin chúc cho rể hiền dâu thảo sẽ yêu nhau mang kiếp trọn đời. Dạ cảm ơn cô Thúy nhiều lắm. Em Tâm, em nói vài lời cảm ơn cô Thúy đi em. Đi đi. Trời sao không chịu nói? Trời không nói đứng có hoài vậy? Nói đi em. Cô Thúy ơi, nhìn thấy mối tình quê của hai đứa chúng tôi, chắc là cô cũng không nỡ chê cười. Nhưng tôi sợ tình duyên tôi tan tác khi rã rời, bởi tôi là kẻ quê mùa ít đi học, còn cô là người chữ dối dân hay. Tôi là kẻ quê mùa mặt nám tay trái, còn cô là người thành thị môi son má phân. Tôi sợ rằng chuông già đồng điếu chuông kêu, cô già lời nói anh siêu tấm lòng. Mai sớm tôi lên đường về thành đô Bùi Cát, xin chúc cho đôi tình trọn đời sống bên nhau. Đợi chờ một mùa sao tình người còn bền lâu, cô ghé qua nơi này để nghe có hát xuân đây. Đời là một dân thơ, đời là một bài ca, ôi nước non chan hòa, tình yêu thương sẽ không hoa. Một mối tình quê đẹp như hoa bướm, và mênh mang như trăng sáng đêm rằm. Có vậy mai cô lên đường được hưởng lộ bình an, nếu có dịp tôi sẽ lên Sài Gòn thăm cô. Sáng mai giả biệt nhau rồi, xin chúc hai người loan cùng hòa minh. Sáng
quên sao được ngày tháng bên nhau tâm sự đổi trao qua những dòng thư tình mộc mạc. Giờ em đã ra đi như cánh chim phiêu bạc, để lại mình anh cô quạnh giữa đêm trường. Đêm bước chân qua rồi cũng ngã ven đường, nhớ ngày đó em thường nói danh lời chung thủy, sao bây giờ em chẳng ghen thủy chung. Để riêng anh phải thương tiếc nhớ nhung, cùng dần trăng khuya đổi trao lời tâm sự. Gói thuốc vàng tay thẫn thờ tình tư, đọc những lá thư tình ngày xưa em trao gửi. Trăng đã lặn rồi ta dần ta, sữa rơi mái tóc lệ nửa cuộc tình sâu nãy gian giờ, lỡ khóc lỡ cười như thủy chung. Lối cũ đường xưa hai ta sanh bước, giờ bụi xóa dấu chân yêu, hoa lá cũng tiêu điều. Nói với anh em muốn nói thật, làm sao anh hiểu được ngày bước theo chồng khoe mắt lệ sầu rơi. Chim xa cành nhớ cội lắm ai ơi, sao em nỡ cách trời người yêu cùng. Anh vẫn tin và thường tự nhủ, sao em dội lấy chồng cho mây phủ đời anh. Về gom lại chồng thư cũ, vậy rằng mực xanh mang nét chữ người thương. Còn lại chấm dương cũ chấm dương, tình nghiệp nhà đã chia quá khổ đau khi đã lớn nghiệp
Về Ninh qua bão nào quảng nguy nan,
quân thù còn rung bao bước chân. Đêm dài hành quân, đêm dài hành quân, dấu xa nhưng gần, dấu xa nhưng gần, đường qua ba Mỹ đến ba châu. Vừa vườn dâu hú mái xanh, vườn dâu mãi tươi xanh như tình anh cùng sông nước. Mười mấy năm đánh tàu giặc trên sông anh sông nước đêm ngày. Gọi nắng dầm mưa chẳng quản tháng năm dài, lộ sáo cái mơn mỏ cài hương Mỹ, đêm diệt tàu anh về Bình Đại Ba Tri. Nhớ thương anh em chẳng buồn chi, đây cuốn sổ hồng anh ghi ngày trước, bài hát cứ dài thêm mẹ đón anh trong ánh nắng thanh bình. Sông biển nghe ấm tình đất mẹ phù sa, chiều nay ra Phú An Hòa, vườn dâu An Phước Hòa, vườn dâu An Phước quê nhà chính thôn. Bến Tre ơi, ta về đây giữa ngày vui đất nước, nghe quê hương đang tối nhà thanh bình. Gió đưa hương mai về quê hương vui khắp bốn phương, hương xuân rộn ràng chào xuân hai miền. Dần bay mái tóc vàng duyên duyên, dưới yên đất mẹ quê vừa vườn dâu mai chính thôn. Rồi anh biết đợi chờ anh.
một mình em. Bàn quý phi
sang bên rào đã dục em đi. Trước sân đình rộn rịp đám trai thơ, quần áo mới mùi hồ còn phán phất. Trong gió ca thì thùng trong dục gánh hát sắp diễn tuồng xử tội bàn phi. Xoay mặt nước nghe tiếng sao dịu vì dù trong gió, em cứ ngỡ thiên thang vàng ngàn ngào của anh kép tông nhân tôn. Ôi buồn làm sao khi lĩnh quân chương nở phê chiếu ở đoạn tình giết vợ. Nước mắt của em cứ trào tuôn trên đôi má và thắm trên trời rừng sáng. Em ra đình bán cài, nhìn gió ca và tê tái bưng quân. Nghe hát dời qua bên khác xa xăm, chia đôi ngã kẻ đầu non người gốc biển. Nghe hát dời đi trên bước đường lưu diễn, như cánh bèo trôi theo nước cuốn xuôi dòng. Trong gió ca còn thơm mùi son phân, gió lạnh len vào cờ giấy bất phơ. Thôi rồi tiếng trong hát kia còn đâu, cả sân đình đều hiu vắng vẻ. Đàn chim tranh mồi trên cây đa trước ngõ, lá nghĩ vàng khô tơi tả rụng bên thềm. Bà đó không ai tháo cả, tôi chỉ mài nó vào đá suốt 18 năm rồi, mãi chiều nay mới đứt. Hai bà mài nó đứt sớm hơn chút, rủi cho bà qua. Tôi đã bế quan luyện kim 4 năm nay, vừa xong tở ra đây lại gặp bà. Ông hãy tha tôi một lần đi,
ông đã hành hạ tôi suốt 18 năm rồi, chưa vừa lòng ông sao? Tôi nhớ con tôi quá, ông hãy cho tôi gặp mặt con tôi đi. Bây giờ nó là con tôi cho nó hết tình thương và cho nó cả ngôi minh chủ. Nó đâu phải máu mủ của ông mà ông cho nó nhiều quá vậy? Ta muốn đoạt tới tuyệt đỉnh võ công nên không lấy vợ. Khổ một nỗi ta muốn có con, sinh một đứa con trai, ta lại muốn có thêm một đứa con gái. Thì ra tôi đẻ một đứa con gái nên ông không giết mẹ nó, nên nuôi đứa con đến ngày nay, có phải vậy không ông? Đúng vậy. Ta không muốn một nhân chứng cuối cùng của vụ thảm sát du lịch sông Kiếp ở Nhị Hiền đang còn sống sót. Nhưng động lòng chắc ẩn, ta chỉ xiềng bà lại 18 năm nay. Giờ bà lại toàn tháo xiềng, bà phải chết. Kìa, Su Kim Khách. Phải, cô Su Kim Khách đến đây, mi đừng dở thói sát nghịch. Để việc chứng minh một tội ác bảo tàng là vụ án nhị nhi hiền tan thở trước. Mà ta đã nghi ngờ nay đã rõ hiển nhiên, chính mi thủ phạm tội ác quan thiên. Chuyện y nào có càng hệ đến mì, lại ngỡ nhiều lời hôn lao sân si. Đối với võ lâm thì mọi chuyện bất bình dần càng hệ đến mình khi biết cầm gương lưng. Được lắm, Su Kiếm Khách, ta luyện kiếm pháp mới xong rồi và quyết định sẽ tìm ngươi đây. Gì vậy? Để thi hành luật kiếm kiếm minh buộc ngươi buồn kiếm xuống. Còn ta chưa giết được nhà ngươi, ta chưa thở được nhẹ nhàng, hãy đón kiếm của ta. Su Kiếm Khách, ngươi tận số rồi, tay ngươi đã bị thương, đừng trách sao ta độc ác. Chết nè. Khoan. Ủa, Giang Lão Tà, ông cũng vào đây à? Thì lâu lâu cũng vào đất liền chơi vài ba tháng cho nó vui, ở ngoài biển hoài ngấy lắm. Su Kiếm Khách này xin cảm ơn Lão Tà đã cứu sống cho. Ôi, chỗ bạn bè mà ơn nghĩa gì nè. Ông còn nhớ hồi tụi mình nhậu chung với nhau đó không? Nhớ. Hồi đó ông ngâm bài thơ gì hay lắm, đâu ông ngâm lại nghe chơi. Lâu quá rồi, tôi quên rồi đó. Xin hẹn tay ngộ. Đi mạnh giỏi nhau. Nhẹ Lão Tà, muốn gì đây? Bắt con gái người ta nhốt chưa đủ, sao bây giờ bắt luôn tới người ta nhốt nữa? Ông đã cứu thoát Su Kiếm Khách, ông phải thế mà. Giỡn hoài, ta chắc đó. Khoai cơ quan của ta đi. Đồ bỏ. Nè, coi ta nằm dạ đây nè. Chứ gì trưởng lão. Hãy huy động kim kiếm cần hoặc súng Giang Lão Tà. Không hay, không hay. Ý thế hiếp cô, cậy đông hiếp yếu. Không hay, đem giam lại. Chứ vị trưởng lão hãy lui về, để cùng thiếu hiệp cho bản tòa tiếp chuyện. Đi hết trọi rồi. Thôi, không còn ai chơi với mình nữa, vậy thì mình cũng đi. Thiếu hiệp ở lại nói chuyện với tôi vài phút được không? Tôi không rảnh, tôi mắc đi tìm đại ca của tôi. Tôi thương chàng lắm, thương từ đôi mắt đến nụ cười. Đôi mắt thẳng như sâu băm, nụ cười xót xa cằn côi. Thiếu hiệp nói đi tìm chàng, nhưng chàng hiện ở đâu? Ôi con người phiêu lự, khi đã đi rồi là như cánh chim bạc vô khắp trời mấy. Chàng không là chim trời, mà là con thương nhỏ mới học bay, vừa chập choạng ra làm quen với nắng. Thấy rồi con thương nhỏ thơ ngây say qua lạc cỏ thơm bụi hồng sương trắng. Một chiều nào đã lặng lặng bỏ quên tôi, mà vội vàng cô tử một lần bay xa, để tôi vượt suối trèo núi bốn ba, chạy tìm chàng theo mỗi vết chân qua. Nhưng khi gặp nhau thì thật đau lòng,
Hiệp, tôi giúp Thiếu Hiệp ra khỏi nơi đây. Hãy cầm lệnh bài này, sẽ không bị ai ngăn cản. Nhưng khi gặp Cừu Ca, Thiếu Hiệp nói giùm người chủ nó đang đợi chờ Cừu Ca mòn mỏi. Hả? Cô làm cái gì mà đợi Cừu Ca của tôi chứ? Tôi cũng là kẻ luyến mến Cừu Ca như Thiếu Hiệp, chỉ khác một bên là tình bạn, còn một bên là tình yêu chứ gì. Thôi, vậy là tôi nhớ ra cả rồi. Hãy trả cho mau, tôi biết tìm chàng, đừng hòng dùng dung nhan yêu tinh. Tiêu lòng đại ca, hỡi con dầm loạn. Anh ra đi đã mấy ngày rồi, còn đâu mà tôi giao cho cô. Chim trời bay xa bốn phương mình mùng. Kẻ ra đi không nhắn vài lời, nàng biết chàng đi đâu hay không. Biển trời mênh mông biết đi phương nào. Tiểu mũi mừng phùng huynh lành bệnh, nhưng Cừu Ca đã đi rồi, chắc thế nào phùng huynh cũng phải theo tìm, đúng vậy không? Đúng vậy, nhưng sao tiểu mũi lại khóc? Phùng huynh ơi, tiểu mũi khóc vì tiểu mũi phải ở lại đây báo thù cho cha mẹ. Đường đời đi chưa được bao nhiêu, đã phải đứng quạnh hiu trên ngã rẽ. Tiểu mũi hết cùng với phùng huynh sáng sẽ những vui buồn. Hành trình của khách gió sương như bọt nước qua cồn. Từ đầu nguồn trôi ra bốn bề, muôn lượt sóng nhồi chìm nổi lên đơn. Phùng huynh đi tìm đại ca là đi vào hướng trời, không tuổi không tên mà gót phong trần mong mến bên là. Biết bao giờ mới rẽ lá đổi mưa, tìm trở về với đường xưa lối cũ. Phần mũi buồn làm tiểu huynh cũng mất vui rồi đó. À, hay là phần mũi cùng với tiểu huynh đi tìm đại ca, rồi sau đó chúng mình ba đứa sẽ trở lại đây tính chuyện báo thù. Sao tiểu mũi có bằng lòng không? À, không không, mọi người trong chúng ta đều mang riêng bổn phận, đừng làm dướng bận nhau mà lỡ bước đường mình. Cứ đi tìm đại ca ấy chưa trọn nghĩa trọn tình, còn tiểu mũi trong ba vạn sáu ngàn ngày tồn tại, chỉ có một dịp này để báo hiếu mẹ cha. Thôi chúng mình đành ngậm xót xa nói lời đưa tiễn, thương tiểu mũi xin phùng huynh nhớ tìm trở về một chuyến. Đừng quá vui câu chuyện sông hồ mà quên kẻ chờ mong. Nhưng tiểu huynh sẽ trở lại tìm phần mũi, dù trời giông mưa bão, dù cách núi ngăn sông. Nhưng phùng huynh lỗi hẹn, tiểu mũi cũng không dám cách chi đâu. Tiểu mũi sẽ đi tu cho mối tình đầu dở dang trong kinh kệ. Hả? Phần mũi nói gì? Phùng huynh không biết hay sao? Tiểu mũi đã yêu phùng huynh ngay từ hôm mới gặp. Đừng, phần mũi đừng yêu tiểu huynh, đừng nói chuyện ân tình với một thằng lãng bạc. Sự nghiệp chẳng ra gì, sơ sát áo phong sương. Tiểu huynh sinh ra không phải để làm người đón nhận tình thương, mà để lăn lóc bụi đường như con ngựa không yên thương không nài cơi. Yêu tiểu huynh là
cô ném mê hồn hương này. Trời, phần môi. Vĩnh biệt phụ thân, vĩnh biệt lĩnh huynh, vĩnh biệt kim kim minh, vĩnh biệt quy quyền minh chủ. Anh muội, em đi đâu? Em coi rẻ những kỷ niệm êm đềm của 10 năm quá khứ. Anh biết, em đi là để tìm lại một tình yêu đã mất. Thì em tìm lại người yêu, tại sao anh căm tức? Có phải vì không bằng lòng thấy em hạnh phúc? 3 rồi, chàng bỏ đi, và em như không còn gì nữa cả. Em ở lại cũng chỉ bằng cái xác một không hồn. Em khổ mới có 3 đã rủ rượi heo qua. Ây mà, con người giam khổ 3 không nửa lòng than thở. Người đó là ai? Là kẻ từ tấm bé bị bỏ rơi, không tên thật cũng như em. Anh đừng đùa, tên thật của em là Gia Cát Anh. Không, Gia Cát Bảo hay Gia Cát Anh đều là những thứ tên ân huệ. Anh nói gì lạ thế? Anh đang nói chuyện của một người đàn ông không vợ, nhưng lại muốn có một con. Sau cùng, người ấy đã tìm ra được 2 Mà 2 ấy không phải là... Là Gia Cát Bảo và Gia Cát Anh đang đối diện ngỡ ngàng khi gặp nhau trong mộng. Nhưng thật ra thì đây là cõi sống mà ai quyết tâm không tên và không cội không. Mình có lẽ đã phôi thay từ những chuyện tình cảm qua đường. Cha mẹ không thương nên bỏ rơi bỏ rớt, lớn lên nhờ cô máu người dưng. 2 mình dù một mái ngói đồi chung, nhưng trong máu thịt vô cùng xa lạ. Người biển bắt kẻ non nam không buộc ràng chi cả. Mình đã gặp nhau đây như được khi tạo quá định phần. Ngày tới đây anh có đủ chi không suy hiểu, tìm thức ghi rõ ràng không thiếu một mảy mê. Anh nhớ cả đêm buổi mua bán chua cay, người bán chục vội gói bạc vào tay rồi quay đi hối hả. Còn người mua là người mình đang gọi tiếng phụ thân, sau đó người ta lại mang về một cô gái sơ sinh và bảo với anh: đây đây là em gái của mày. Và cô bé ấy chính là em sống tới ngày này, trọn một khối hình hài là thật thương rơi rớt. Cha mẹ ơi con có tội tình gì mà cha mẹ không thương. Anh muội, em đã nghe anh kể hết tự sự hết rồi, giờ thì em có thể trả lời anh không? Thể được. Thật là bạc bẽo cho anh, nhưng dù sao anh cũng xin một lần nói yêu em. Khốn kiếp thái thần. Ông, tôi không oán hận ông. Ông đã mua tôi vài cân bạc, tất nhiên ông có quyền nuôi và cũng có quyền giết. Khốn kiếp thái thần. Tại sao không gọi thái thượng mà không gọi phụ thân? Con đừng vì câu chuyện vui té của thằng phản phúc vô lương kia mà xin ngờ vực. Sao, con có tin cha không? Vâng, con tin cha. Vậy là cha yên bụng. Giờ thì hãy lo biểu sự giảng lão ta. Giảng lão ta, hồi chiên thứ nhất đã điểm, đến hồi thứ 3 ông sẽ rơi đầu. Cái đầu. Thích khách. Cha thích khách hãy ra đây. Cô ta. Chú kim khách. Cha. Con xin chào ông bạn già chú kim khách. Chào ông. Tôi trở lại đây là để trả ơn ông, vì ông đã cứu tôi hôm nọ. Nợ đã dai tất phải lo hoàn nợ, đó là luật giang hồ của khách lý võ lâm. Nè, lão già cuồng sao còn dám kêu căng? Suýt chết một lần chưa đủ kinh tâm,
lại đến pháp chùa ngày tự nhiên nạp thân. Phải đó, ông bạn già ông cần vui góp để cho xong. Thằng già đến tuổi này chết cũng chẳng bất công, món nợ hôm nào tôi miễn đòi ông. Dạng lão tà, ông không đòi thì tôi cũng trả, mà một khi tôi đã định trả thì phải trả cho nó ra hồn. Suốt bao nay tôi đã ẩn dưới hầm mộ kia mà luyện kiếm, ông cứ yên tâm. Gia các vũ hùng, hãy xuống đây thử lửa. Tất cả cũng được đồng thủ, ta sẽ cùng xu kiếm khách một chọi một. Đang mặt lắm, hãy coi chừng. Gia các vũ hùng, như vậy là quê rồi đấy nhé. Sáp vô, cố hơn thua đi. Sáp vô, thua cái thằng này đếm số. Không xong, không xong, quay kìa, chúng bay ngủ hết tại sao? Ủa, sao lạ vậy? Không lạ gì đâu, bọn họ đã bị tôi hạ độc. Thái thượng Kim Kim Minh, con gái Hắc Bạch Song Thi đã trả được thù. Còn người, xin nhường cho số kiếm khách lão bối. Phần mối, thôi thôi kêu chi nữa, tôi vì ai phải thi pháp quy y. Một khi tình yêu cuồng si tổng gọi nguyện vì người ta lãnh đạm, nó giết đi mối tình sao lòng đoán đành. Phần mối, nếu cô theo tôi sẽ cho cô nếm mùi mê hồn hương nữa đó. Trời ơi, thiệt tức quá mà. Tức cái gì? Con quỷ, mày lớn tội lắm mày biết không? Thôi con ở đây coi đánh tiếp. Coi kìa, sao không đánh nữa? Đánh tiếp đi chứ. Ông ơi, ông nhớ mà cái đường hôn gió bùng mây đó không? Xin lệnh đi, và các vũ hùng phải đỡ. À, ta chết về tay Xu Kim Khách. Phụ thân, Xu Kim Khách, ta dù bất tài cũng quyết sống chết với ngươi. Anh mùi cứ giết tôi đi, đây là ân tình mà tôi phải trả cho anh mùi. Hả? Người là ai? Là nam cung cừu thằng bé sốt lại nhị hiền, đang trong một đêm thảm sát. Và thủ phạm của đêm thảm sát nhị thiền trang lại không còn ai khác hơn là bàn tay độc ác phụ thân nàng. Trời, thì ra là anh. Và các anh mình lỡ gặp nhau trong một nghịch cảnh bão thù hận đã buộc chặt hai đứa, để bây giờ mình sắp sửa giết nhau đây. Một đêm vàng cùng hẹn chuyện tương lai là thế này. Hai kẻ tình nhân đối mục, một xác người nằm dưới chân, mà mộng ái ân nhuộm đỏ ngầu sắc máu. Máu vẫn đổ mãi không ngừng, vì chỉ có máu mới rửa được hận mà thôi. Chỉ có máu mới làm dịu mát lòng người những khi đã ngút lừa. Phải hồn cha em hãy lấy máu anh mà rửa, cũng như anh vừa lấy máu cha em đi dập tắt lửa mình. Ngài nói yêu vẫn định yêu đến đây trọn nghĩa trọn tình, nhưng ơn tạo dốc dựng hình đã làm con thì ai lại dám không bao nhiêu. Anh báo hiếu xong rồi vậy, tuy phần em phúc đau buồn, xin đừng kéo dài thêm mỗi tiếng nói, mỗi cái nhìn trong tim nghe tê khúc. Đang tình sự náo nùng hãy mau kết thúc, câu chuyện sẽ an bài ngày sau một đường. Tôi sẽ giết anh. Anh đã sẵn sàng rồi, em hãy xuống tay luôn đi. Anh dù một lát nữa đây tôi không biết mình ra sao nữa, sẽ vụt khóc đến mỏi mòn mau mắt ứa tràn mi, hay sẽ đứng lặng như một tử thi chết từ giáng kỳ. Anh cường,
này, sao hai nửa chiếc vòng này lại giống nhau? À, anh muội, như vậy có nghĩa là anh muội không phải là con của Thái Thượng Kim Kim Minh, mà anh muội đi là Hà Thế Ngọc là con của mẹ. Không, không, tôi không tin như vậy được. Anh muội, chạy đi đâu đó anh muội? Bà nói như vậy bà đây là vợ của Hà Nhất Phàm, mà cũng là nhị thẩm của con đó. Con hãy đưa dì gặp mặt con Ngọc cho nó biết hết sự thật đi con. Dừng, nhị thẩm hãy theo con. Đại ca, có thể như vậy được sao đại ca? Xuân, cái gì vậy Xuân? Con đã vĩnh viễn mất đại ca con. Con đã vĩnh viễn phải làm một cô phụ sống âm thầm, không còn yêu ai được nữa. Cha ơi, tình con đối với đại ca bao la như biển trời, đẹp như ánh lửa, thế mà giờ đây ai đứa dở dang rồi. Sao vậy con? Hai người đó họ sẽ phải yêu nhau tha thiết đến trọn đời. Họ may mắn được trời thương thương, họ là mong lành toàn vẹn nước thế gian. Chỉ có con bạc số hồng nhan, từ biết yêu đã ngỡ ngàng đi lượt. Người tới sau mà thành tới trước, con lăng đăng lệ ướt nặng môi đào. Đợi chỉ riêng ta hồng tiền đã cay đắng, con sẽ cố vui cố tìm trong quên làng, thêm chuyện tình yêu như gió thoáng qua đường. Con sẽ ngồi bên cha hữu hủy những chiều buồn, ngắm từng đợt nắng hồng chìm sâu bóng nước, và nghe cha kể chuyện sông hờ xuôi ngược, mà tan tôi vàng lão thà làm tiếp phục giọt lầm. Cha sẽ đưa con về Nam Hải. Thôi đi con. Mau đi. Họ đi mất bây giờ. Đó, họ vừa chạy quẹt khuất dưới chân núi kìa. Chạy theo mau. Mau em. Mà nè, em đón cô ta về rồi. Anh bỏ bê em là chứa tin nhau. Ui da, làm gì nhé? Chứa tin nhột gì? Cậu ba, cậu vô trong buồng ngủ đi cậu ba, để tôi lau nhà. Cậu ba. Dạ, xin lỗi cậu ba. Cô Xuân hả? Cô đi đâu đây? Dạ, tôi lau nhà. Ủa, tôi ngủ ngồi ghế salon này hả? Hồi hôm tôi về mấy giờ cả? Dạ, tôi không biết. Ai mở cửa tôi vô? Dạ, chắc dì Hai. Mấy giờ rồi cô Xuân? Dạ, 7 giờ sáng rồi cậu ba. Đồng hồ của cậu đâu? Quên, tôi có đồng hồ đây. Ủa, tôi cầm hồi chiều hôm qua rồi. Cậu ba, cậu đi hoài ông giận. Ông đốt hết quần áo mùn mền của cậu, mà ông còn hâm đăng báo từ cậu nữa đó. Ôi, cô đừng lo mà. Dẫu cho ba tôi mà ông có đăng tin để từ tôi trên bao, thì ít ai có thời giờ lo đọc coi. Hay là họ đọc để rồi quên, rốt cuộc tôi vẫn là con của ông như thường. Nếu cậu xin lỗi cho ông hết giận phiền, cậu ở nhà sẽ vui hơn. Không cô à, tôi đi đã quen nên ở nhà không được. Dẫu ông hết giận thì tôi nhất định cũng phải đi, làm gì tạo quá sanh ra mỗi người một khi số phận. Có ai muốn mà được đâu, như số của tôi phải thì rất tu tài, tôi cãi trời nên rất ba keo.
mà cậu thì trong nhà vui vẻ, nhưng khi vắng cậu ba thì quạnh quẻ buồn. Ở sau bếp mặt gì hay ở dưới như sẵn sàng để khóc, nên tôi đợi cậu về để được đi thơ thơi thâm tình. Cô Xuân làm công chuyện thì đi lo làm đi, ở đó mà nói đẩy nó đưa nữa. Còn thằng Tấn vô buồn mà ngủ thì trời sáng đêm rồi về cái ngủ gà ngủ gật đó vậy hả? Sáng đêm hồi nào đâu, 4 giờ mấy mới lết đầu về không sáng đêm hả? Sao chị biết? Chứ hồi hôm ai mở cửa cho em vô. Chị mở hả? Vậy mà tôi tưởng gì hay chứ. À, nếu chị mở thì chắc là tôi đi sáng đêm thiệt à. Em còn nhớ gì nữa, nói chuyện ở đó mà đằng này cái mùi rượu nực nồng vậy hả? Chị nói tôi là con người chứ bộ là cái nồi hèm bể sao mà hôi dữ vậy chị? Thôi chị ngủ đi. 7:30 tôi đi lá thiêu rồi còn ngủ gì nữa chị? Đi chi nữa, đi chơi suốt cả ngày hôm qua và sáng đêm nay mà cũng chưa vừa hay sao? Biết sao đâu mà vừa lại với không vừa. Cuộc vui hôm trước khác với cuộc vui hôm nay, tội gì không hưởng cho sướng thân. Em cứ lòng bông hoài ba mang tiếng với thiên hạ. Chị nói ba mang tiếng gì? Em uống rượu thì em trả tiền hẳn hoi, không là lối đập phá của ai. Hễ sai thì kêu xích lô chở về cẩn thận, chứ không có hề lang bang ngủ bờ ngủ bụi hay té xuống mương. Em không cặp bè cặp đảng với các bạn của em để rình mò bắt trộm con gái của người ta đem vô rừng làm bậy thì có gì đâu chị lo chị sợ. Sao em cứ thích trong chơi mà không can đảm lo chăm học để chi kỳ này chưa đốn đã? Người ta thi rớt một lần là người ta tự giận rồi, còn tôi thi rớt những 3 lần mà vẫn sống nhăn răng ra thì chị biết tôi có thừa can đảm chứ. Số phần mà trời kêu ai nấy giả cho biết làm sao giờ chị? Em đừng có nói liều. Chị định đi đâu mà trang điểm sớm vậy? Đi cấp. Đi với anh Hưng hả? À. Ông già đi Bình Dương, con trai đi lái thiêu, con gái đi cấp. Phải cái nhà này có chân cho nó cũng đi tuốt Đà Lạt đổi gió. Em đừng có bắt bẻ. 8 giờ sáng này ba về nè. À, chào cậu Tấn. Chà, con mời cậu thiếu ngủ à. Ngủ nhiều quá ngu chết lợi gì anh. Phải. Phải à cậu à. Cậu nên khôn một chút, đi học lại đi cậu ơi. Chứ tội gì lại đi sống cuộc cả đời ngu dại của giống tiêu thân. Ý anh muốn biểu tôi khôn như con gì? Nói cho cũng mà nghe chứ khôn như con của cũng xuân thần. Anh muốn khôn như chuột thì tôi xin nhường. Thà là dại mà làm con thiêu thân để chết trong ánh sáng còn hơn là khôn như chuột để chết như lỗ cống. Cậu nói chuyện có vẻ cao siêu quá. Chẳng có ai phi thường hết á. Những người đang hưởng hạnh phúc họ tưởng đâu chung quanh họ toàn là những kẻ khốn nạn cả, nên họ rủ lòng thương hại một cách vụng về. Anh cưới chị Thanh tôi hả? Thì anh là chồng của chị. Còn anh có xứng đáng là anh của tôi hay không? Tôi cho anh biết đó là một chuyện khác nữa anh à. Chắc chắn ông già sẽ bị cậu ấy phá của. Bà tính đặt báo từ nó đó. 4 tháng nay nó về nhà có 2 lần à. Thôi để em dặn dì Hai coi nhà rồi mình đi nghe. Dì Hai nào? À phải dì Hai nuôi vú em đó không? Dạ phải. Dì ở đây 20 mấy năm rồi đó. Dì Hai có chồng con gì không em? Dạ không. Nếu vậy thì đúng rồi. Cái gì mà đúng rồi? Sao anh có vẻ không được vui vậy? Dì Hai là vú của em. Nhưng vô tình dì Hai làm cho hai đứa mình phải khổ. Anh nói gì lạ vậy? Dạ cũng có thể là cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ đi tới chỗ không thành. Bác trai có tâm sự với ba anh là trong một ngày gần đây bác sẽ nghe tục quyền. Người bác định tục quyền đó chính là dì Hai vú của em, cũng có nghĩa là người ăn kẻ ở của bác trai. Đành rằng chuyện của chúng ta không hoàn toàn tùy thuộc ở quyết định kia, nhưng nó có ảnh hưởng rất nhiều tới việc hôn nhân của hai đứa mình. Thôi, em ráng tranh đấu với bác, để bữa khác mình đi cấp cũng được. Thôi anh về nha. Ai đây? Dạ con. Con nào?
mày không phải là con của tao. Đi ra lẹ, thằng mỏi rợ. Lấy quớ tao bóp tay bây giờ. Đi. Ai cho phép mày vô phòng tao ngủ? Dạ, mùng mền nệm gối của con ba đốt hết rồi, con ngủ đâu bây giờ? Ngủ dưới gạch, ngủ ngoài hè, hay là lại phòng trà rạp hát mà ngủ? Đi không? Đi ở đó tao đập gãi vợ giờ. Mày nghe không? Dạ nghe. Nghe mà có rõ không? Dạ rõ. Rõ là rõ làm sao? Ba biểu đi đi đừng về nữa. Về ba đập gãy xương ống điếu. Hả? Dạ, gãy xương ống quyển. Ừ. Nghe rõ như vậy sao còn đứng đó? Dạ con còn muốn hỏi cho rõ hơn. Không có hỏi gì nữa hết á. Như vậy là đầy đủ lắm rồi. Thưa ba, khi con còn sống thì ba quyết lòng xua đuổi. Nhưng rủi mà con có chết thì ba có cho con được chết ở trong nhà. Gì? À, con có thể chết cô đơn ở xó chợ đầu đường. Chết mà không một lời trăn trối, hay là muôn trôi đắng thì không ai rảnh để mà nghe. Chừng đó ba có nhận cái thi hài mà chính ba đã tạo ra di chúc lòng thương xót, hay là ba vẫn thờ ơ lãnh đạm bỏ mặc xác thân con cho thiên hạ dập đời. Ai chôn mày thì chôn, nhưng tao mong rằng cái người chôn mày không phải là tao. Mày nghe rõ chưa? Nè, tao vô trong một lát trở ra mày còn ở đây mày chết với tao. Chị có nghe ba nói không? Em đi em đâu có nghe. Chị ở nhà chị còn nghe nhiều hơn em nữa. Nghe ít mà được nghe những lời kết luận thì cũng đầy đủ lắm rồi. Người ta nói lá rụng về cội, nhưng khi chiếc lá đã rụng rồi thì gốc cây kia cũng không còn nhớ kẻ mà mình đã nuôi nó trong những ngày còn xanh tốt. Ô, con nít ranh mà mày đã triết lý. Đâu phải triết lý chị hai, đó là sự thật não lòng mà người trong cuộc nói lên với tất cả niềm bi đát. Lúc buồn phổi còn tiếp nhận khi trời thì xác thịt được người ta gọi là thân thể. Nhưng khi những hột mau ngưng lưu hành trong huyết quản thì người ta gọi đó là thi hài. Chị hai, nếu chị biết thương hại những người tứ cố vô thân tha phương cầu thực, lúc chết đi trở thành những thây ma vô thừa nhận, thì tại sao chị lại thờ ơ lãnh đạm với một đứa em cùng chị lớn lên trong những kỷ niệm vui buồn? Khi ba rầy tôi thì chị vẫn giữ nguyên một sắc mặt lạnh lùng. Nếu sáng nay chị đi du ngoạn chắc không tiếc lời ca tụng cảnh biển rộng trời cao. Đôi với cảnh vật vô tri, người ta hay bày tỏ mối cảm tình tha thiết, nhưng giữa con người thì mối cảm tình kia nó hời hợt, nó mong manh đi còn thua sợ coi làm trên mấy tranh. Lúc này sao mày văng qua dữ vậy Tấn? Cảm tình mà mình bày tỏ không đúng chỗ, không đúng lúc thì chỉ làm cho kẻ nhận được cảm tình đó hư hỏng thêm lên. Nhất là mày đó, buồn phổi còn tiếp nhận khí trời thì nên sống như một thân thể, chứ đừng để cho xã hội coi mày là một thi hài biết thở. Nếu tôi là một thi hài biết thở thì ở đây người ta sống bằng một thân thể chẳng linh hồn và thiếu cả trái tim. Căn nhà này đã từng chứng kiến một quá khứ vàng son của mối thâm tình tốt nhục, đến nay vội gạch vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, còn mối tình thâm thì đã lạc phải theo tháng trầm năm dài. Chị hai, trong lòng tôi vẫn còn những điều u ẩn, mà trước một hôm chị chính thức theo chồng tôi trở lại đây để nói chị nghe những điều mà tôi chưa có tiện nói ra hôm nay. Mày nói gì đó Tân? Dạ con nói con vẫn là con của ba. Tao không có nhìn mày nữa, thằng ngoại rợ. Đi. Dạ. Đi. Dạ. Chị hai à, chị hai. Dạ dì hai, dì đi chợ rồi ba. Ủa? Lúc này dì đi chợ sớm mà dì về trễ lắm. Mà dì về ăn nữa ba ơi. Dì hai dì đổ tánh như vậy là tại vì dì có nhân tình rồi đó. Trời. Ông nó còn trẻ hơn ba nữa. Độ 46, 47 tuổi gì đó hả? Ừ. Ba 50 bộ ba già lắm sao? Ông đó ông lại đây hai lần. Ông hay mặc áo kaki vàng ba túi lắm. Sao con không nói với bà là bà không được tiếp người lạ trong nhà này?
Dĩ nói chuyện ở dưới bếp mà ba. Ở dưới bếp hay ở ngoài đường? Ủa, ngoài đường đâu phải nhà của mình. Chỉ nói chuyện ở dưới bếp cũng không được nữa. Con tính cho Dĩ nghỉ việc đó ba ơi. Để Dĩ ở đây con sợ ba mang tiếng nữa chứ. Tao không sợ mang tiếng gì hết à. Miễn là cấm chỉ nói chuyện với cái thằng kaki vàng ba túi đó là được rồi. Chứ còn trong nhà này thì bất cứ với người nào chỉ cũng có quyền nói chuyện tự do. Với người khác thì được nhưng riêng ba phải giữ gìn. Vì Dĩ là người ăn kẻ ở, còn ba là người danh giá giàu sang. Bây giờ mình phải sống cho bình dân. Nhưng xin ba đừng chọn gì hai để tục quyền. Ba nghĩ sao vấn đề đó? Con nghĩ sao? Con nghĩ rồi nên con mới nói như vậy. Ba cũng nghĩ rồi nên ba mới làm như vậy. Nhưng mà con mong rằng ba nghĩ chưa kỹ lắm. Con đừng có bắt buộc ba phải có hành động đểu giả. Từng tuổi này rồi ba không muốn đóng vai một tên sở khanh. Mà nhất là tên sở khanh tóc bạc thì thật là khó coi. Và ba không muốn ai nguyền rủa ba. Thiết tưởng gì hai cũng không sánh được với những bà sang trọng. Mà ba phải chịu tiếng thị phi và dư luận dẹp pha. Đã từ 7 năm trời má con vĩnh biệt Trần gian. Nếu không có chỉ ở nhà này thì ba biết trông cậy vào ai. Từ một kẻ trắng tay tao làm nên sự nghiệp. Tao có nhờ dư luận đâu mà sợ dư luận dèm pha. Con xin ba đừng chọn gì hay. Là con xin ba tỏ lòng thương con trọn vẹn. Đừng để cho con phải hổ thẹn với bên chồng. Vì hai là người ăn nghi kẻ ở trong gia đình. Và con không thể nhận vì hai là cái mẫu. Vì con không thể nào bất hiếu với má con. Má con qua đời đã 7 năm nay. Thằng Tấn thì không cũng thờ hương khói. Con sắp phải theo chồng. Lẽ đâu ba nỡ để cho má con phê tuổi dông linh vì khối lạnh thương tàn. Ba hoàn toàn đồng ý với con. Nhưng dạ chào ông, chào cô. Ủa sao khách tới nhà mà không ai hay hết vậy nè? Ông này là ông kaki vàng ba túi đây mà. Ông tìm ai ông? Dạ tôi tìm cô hai đi. Xin lỗi, ông ở đâu, làm nghề gì, tìm con gái tôi chi vậy? Thưa tôi ở Bàn Cờ làm tài xế. Làm tài xế? Dân, sở dĩ tôi phải khai rõ như vậy là để cho ông biết tôi đến đây với mục đích hoàn toàn minh bạch. Tôi nhớ mặt anh in là quen quen. Dạ, và hồi trước tôi có dạy học ở Lấy Thiêu. Anh Giáo Quanh, chồng của... Dạ, ông nhớ đúng rồi. Ngồi đi anh. Dạ, làm tài xế thì ngồi nhiều hơn đứng. Nên có dịp nào đứng được thì... thì nó thoải mái hơn. Thành, con xách xe đi kêu chú Út con lại đây cho ba. Ủa, sao ông sai cô hai đi đâu vậy? Con tôi... Bây giờ nó là con của tôi rồi. Anh không có quyền. Ông đừng dội. Tôi đến đây không có gì lợi cho tôi. Và cũng không có gì bất lợi cho ông cả. Chúng ta chỉ cần... Xin lỗi, cách xưng hô đó cần sửa đổi lại. Ở đây không có tiếng chúng ta. Dần, ông và tôi cần tìm một giải pháp công bình để giúp cho mẹ với con được biết nhau, để nối lại mẫu tử thâm tình hơn là người mẹ làm kẻ tôi đòi. Chuyện của người ta có quan hệ gì mà anh can thiệp? Quan hệ hay không thì ông hiểu rõ hơn tôi. Tôi muốn sửa lại tình trạng nghịch thường và trái ngược. Con giữ phận con, mẹ thì phải là mẹ. Đừng để mẹ là tôi tớ, con là chủ nhân. Họ cho đó là một hy sinh vô cùng cao đẹp. Họ tạo ra một đứa con quên nguồn quên cội. Với mẹ ruột thì nó là đứa con bất hiếu, mà lại còn bề hiếu đạo với người dân. Những người đang nuôi dưỡng một tình trạng nghịch thường thì thử hỏi là người có liêm sĩ hay không? Nè, ở đây không tiện để bàn cãi dông dài. Chúng ta chỉ cần... Ông cần đổi lại cách xưng hô. Ở đây không có tiếng chúng ta, mà chỉ có một bên là tôi, còn một bên khác là ông. Quên.
Tôi chống anh tới cùng để cho anh thấy sự thật. Tôi cũng chống ông tới cùng để lột da cái sự thật đó ra. Thằng cướp, mày đừng có mong cướp lại công lao của tao, đồ hèn. Cuộc nói chuyện sắp kết thúc không êm đẹp lắm. Thôi, cho tôi xin kiếu nha. Nè, tôi cấm anh tới đây nữa, nghe chưa? Còn nếu như anh có cần tiền... Tôi cần được nha con. Kiều má nó bằng má. Và tôi nhất định thắng là phải thắng. Chào ông. Sơn à. Sơn. Dạ. Sơn. Dạ. Mày làm gì dưới bếp mà ta kêu 5 lần 7 lượt không nghe? Dạ thưa ông. Chị Hai đi chợ về chưa? Dạ về nãy giờ. Ai về nãy giờ? Dạ chị Hai vú đi chợ về nãy giờ. Nè, nói chuyện với tao phải lễ phép đàng hoàng, phải có đầu có đuôi nghe chưa? Dạ. Xuống mời chị Hai lên đây cho tao nói chuyện. Dạ. Dạ ông kêu tôi. Ừ, con Xuân làm gì ở dưới? Dạ nó nói chuyện với thằng Sáu tài xế. Hèn gì tôi kêu rác cổ mà nó không nghe. Tôi nghe ông kêu tiếng đầu nhỏ tiếng sau lớn, nó nghe nó lên đó. Ừ, con Xuân nó làm gì ở dưới? Dạ nó nói chuyện với thằng Sáu tài xế. Ừ. Ôi riết rồi tôi cũng như điên vậy. Mà điên thiệt có lẽ còn sướng hơn. Ông đâu có gì mà phải khổ quá vậy ông. Em cứ kêu tôi bằng anh đi. Kêu tôi bằng anh, em không có tội tình gì hết. Má thằng Tấn mất đã 7 năm nay. Tôi thương em. Tôi định bụng là từ đây về sau mình sẽ ăn đời ở kiếp với nhau. Nhưng... Nhưng sao? Kìa, sao ông không nói hết? Thôi tôi biết rồi, tái tôi đèo bầm, tôi chịu. Trời ơi, em nói vậy càng khổ cho tôi hơn nữa. Đâu phải em đèo bồng, thật sự tôi thương em. Nhưng hoàn cảnh gia đình tôi khiến tôi không có cách nào giải quyết. Vì con Thanh nó đã biết chuyện của chúng mình nên đòi tôi phải xa em. Rồi ông tính sao ông? Phần con Thanh thì ngày gần đây nó sẽ có chồng, mà đàn trai là gia đình dòng tộc, nên nó sợ chuyện của mình sẽ làm cho bên chồng nó rẽ kinh. Con Thanh nói đúng, và tôi sẽ liệu ly thân. Tôi chỉ đợi ngày con tôi xuất gia rồi tôi sẽ ra đi mãi mãi không. Lời tôi hứa hôm nay như một lời thề. Hay là tôi nói cho con Thanh biết để... Tôi lại ông, xin ông nín lặng. Nếu ông còn thật giả thương tôi, từ trước đến nay sao không chịu nói, đến bây giờ mình mới nói ra. Đó là mình ít ý kỷ, chỉ nghĩ đến thân mà không lo cho hạnh phúc của con. Hay là bây giờ giáo quanh tìm em đó, em trở lại với chồng cũ của em đi là yên hết đó chứ gì. Thưa ông đừng khinh tôi chứ. Tôi đâu có phải là thú vật, dầu sao tôi nghĩ cũng đó cái thương ông nghĩ rồi. Và tôi không muốn làm mẹ bia cho miệng thế chê cười. Tôi không thể nào trở lại với anh quanh gì, xa nhau đã lâu, tình xưa không còn nữa. Sau khi lầm tưởng anh ấy ra người thiên cổ giữa thời loạn ly, cũng không phải là tôi tham vào phú khó và muốn làm chủ cái gia tài sự nghiệp của ông, mà chính vì muốn gần gũi con tôi suốt đời. Nay nói gì đi nữa thì chuyện cũng đã lỡ muộn rồi. Hồi đó tôi có làm cái giấy cam kết phải nuôi con Thanh đến lớn. Bây giờ cái giấy đó em còn giữ không? Luôn luôn ở trong túi tôi đeo mà. Em nên xé bỏ đi, hay là cho tôi xin lại càng tốt. Giáo quanh hâm lôi sự thật ra đó. Tôi sợ giáo quanh sẽ nói hết với con Thanh thì hỏng cả. Ông sợ anh quanh thì tôi trả lại cho ông để ông vững lòng tin tưởng. Để cho tình ông thương con Thanh vẫn còn nguyên vẹn, và cũng để cho ông nhận thấy tâm lòng của tôi đối với con tôi. Dầu cho sự cách biệt giữa cô chủ với người nuôi vú có làm cho mẹ con tôi xa nhau cách nào đi nữa, thì cũng không thể làm chết được sự thiêng liêng của nghi mẫu tử tâm tình. Đây, tờ giấy đây, tôi trao lại cho ông, thì tôi không còn cách gì để xưng là mẹ nó.
nhưng mối thâm ý tình vẫn còn mãnh liệt trong lòng tôi. Dạ đây, ông cầm lấy. Lát nữa chút lỡ mời ba đi ăn cơm ở nhà hàng quốc tế á. Công việc ở dưới bếp xong hết rồi hả dì Hai? Dạ thưa, xong rồi cô Hai à. Dì đưa giấy gì mời ba tôi đó. Dạ thưa, đâu có mời chi đâu cô Hai. Mời chứ. Mời ba tôi làm cái việc phản bội giống hồn mát của tôi. Thành. Nè, dì Hai à, dì chớ mong thừa hương, sáng nghiệp gia tài, hạng đi ở hương, để nuôi du như dì, mà làm mẹ ghé tôi, chắc không được đâu. Còn hổn quá Thành. Dì không nên đợi cho tôi phải nói nặng, tôi đuổi e khó coi phải liệu lấy thân. Dạ tôi hiểu, tôi sẽ đi cô Hai à. Đi sớm chừng nào tốt chừng nấy. Đi đi, dì đi cho chúng tôi được yên ổn. Thành con. Hai, Hai, trời ơi, Hai.